quả này hết pin nhỉ. Bóng đập quá căng nên bóng đi ra ngoài điểm cho đội Hải Âu 1-0. Đập bóng đẹp điểm cho đội Hải Âu 2-1. Đội Lan Sách có xin 30 giây ngỏ ý trong set thứ hai lần đầu tiên. Đập bóng không qua tay chắn điểm cho đội Hải Âu 3-0. Đánh bóng ra ngoài điểm cho đội Nam Sách 1-3. Đập bóng không qua tay chắn điểm cho đội Nam Sách 2-3. Lỗi cho Mạnh Anh hết điểm cho đội Nam Sách 3-0 đều lần tên vào đầu tiên. Có thể mấy được 6 mấy rồi. Hả? Mấy được 6 mấy. Đập bóng đẹp điểm cho đội Hải Âu 4-3. Bóng xuất hiện ra ngoài cột anten điểm cho đội Hải Âu 5-3. Đập bóng đẹp điểm cho đội Lan Sách 4-5. Đập bóng ra ngoài cho đội Nam Sách 5-0. Đập bóng không qua lưới điểm cho đội Nam Sách 6-5. Đập bóng đẹp điểm cho đội Hải Âu 6-0. Bỏ bóng đẹp điểm cho đội Nam Sách 7-6.
đập bóng không qua tay chắn, điểm cho đội Nam Sách 8-6. Đánh bóng có lỗi trong vạch 2m, điểm cho đội Hải Âu 7-8. Bỏ bán đẹp, điểm cho đội Nam Sách 9-7. Đập bóng không qua lưới, điểm cho đội Hải Âu 8-9. Đập bóng nhầm, đập bóng vào tay bia, điểm cho đội Lan Sách 10-8. Trọng tài rơi nhầm tay. Bóng đập ra ngoài, điểm cho đội Lan Sách 11-8. Đập bóng đẹp, điểm cho đội lỗi dính bóng, điểm cho đội Nam Sách 12-8. Bên Hải Âu có sự thay đổi người. Cho đội Nam Sách 13-8. Đẹp bóng đẹp, điểm cho đội Hải Âu. Điểm cho đội Nam Sách 14-8. Chắn bóng đẹp, điểm cho đội Nam Sách 15-8. Đập bóng đẹp, điểm cho đội Nam Sách 15-9. Lỗi trong vòng 2m, điểm cho đội Nam Sách 16-9. Chắn bóng tốt, điểm cho đội Nam Sách 17-9. Bỏ bóng tốt, điểm cho đội Hải Âu
10-17. Đập bóng vào tay chắn, bóng đi ra ngoài, điểm cho đội Hải Âu. 11-17. Lỗi bóng, điểm cho đội Hải Âu. 12-17. Thời gian giải lao đã hết, đề nghị hai đội chúng ta vào sân thi đấu tiếp tục. Tổng số lúc này là 12-17 nghiêng về đội Lan Sách. Đập bóng tốt, điểm cho đội Lan Sách. 18-12. Xét bóng ra ngoài, điểm cho đội Hải Âu. 13-18. Đập bóng đẹp, điểm cho đội Lan Sách. 19-13. Đập bóng tốt, điểm cho đội Hải Âu. 14-19. Đập bóng không qua tay chắn, điểm cho đội Hải Âu. 15-19. Bóng đập vào cột anten, điểm cho đội Hải Âu. 16-19. Đội Lan Sách có xin hội ý 30 giây. Trận đấu lại được tiếp tục. Điểm số lúc này là 19-16 nhưng mà đội Nam Sách. Bóng hai sân à, hai bóng trong một sân, trọng tài cho dừng đánh lại. Đập bóng đẹp, điểm cho đội Nam Sách. 20-16. Đập bóng ra ngoài, điểm cho đội Lan Sách. 21-16, set thứ hai thuộc quyền thắng về Lan Sách.